Rồi chào tất cả anh em nha. Hôm nay Phước sử dụng dịch máy đầm dơi. Mình có test một cái máy Hyundai 7HP. Mình ở đây là mình bán bên cái dòng máy Hyundai 7HP này, là mình test cho anh em xem nha. Nhưng mà cái thằng này là không phải là 7HP mà 7.5HP. Đây là cái con máy 7.5HP. Đây 7.5. Đây là mình xuống cái máy là máy mới chưa làm gì anh em. Là đây chạy cái xuồng hủ vui 4.5. Máy trơn đầy ghép. Rồi thêm ở bên đây một con Hyundai 18HP, là mình chạy cũng là vỏ hủ vui luôn nhưng mà 5.4. Đây mình test hai cái máy này coi thử tốc độ nó đi như thế nào nha. Cái máy bên đây là có gắn đùm bông mai nha anh em. Bây giờ mượn cái lấy cái máy lớn này mình gượt theo cái máy nhỏ mình quay coi thứ nó chạy cỡ nào. Chứ giờ nếu mà một cái máy thì mình đi mình quay không được. Ngoan cầm mày đi, ngoan anh cầm mày quay theo nha. Thì để test cho anh em coi nha. Xuống đi. Rồi. Rồi mình chạy đi, mình chạy tới mượn sao. Mình chạy người gượt. Cái máy 7 này giờ là nó bị khởi động nha. Gượt theo nó không kịp luôn trời. Mới ra dính bọc rồi. Nó đẹp mà. Đi vô trong đường sông kia em chạy nhìn thấy nó đẹp. Đi quay kỹ cho anh em xem luôn nha. Con 7.5HP nha. Cục vui đang hấp dẫn. Tự nhiên hết xăng. Chạy nãy đổ xăng đi rồi không chịu đổ. Ừ vậy.
Nhưng mà con cái thì mình đổ xăng vô đi chứ nó hụt còi cái máy, cái đụng xăng đó hụt còi sao chạy. Đèn có ấy không? Có hút không? Nó lấy đại hút trong máy này nè. Máy này mới đổ nè. Rồi. Máy đang tạm thời hết xăng. Cái lô còn nhiều. Nãy coi à, anh kêu em coi nó còn quá còi, nhưng mà lúc mình coi mình ngang máy còn hút chạy cái máy nó chổng lên á. Còi nó dữ lắm. Không à, vậy thiệt. Đang hứng. Má đi ba người mà người cũng không kịp trời. Chạy không kịp nó mà. Má nó chạy quá. Tạm dừng cái. Bấm dừng cái.